Đừng bao giờ ở từ một phương xa nào mà nói rằng con thấy nơi này tu tốt quá, con định dời nhà đến gần gần nơi đây để ở để tu. Quý vị đừng nên làm chuyện này. Khuyên chân thành quý vị đừng nên làm. Hãy ở nơi nào tu ở nơi đó. Chừng nào nhà bị cháy đi rồi vô đây ở là đủ duyên rồi đó. Nhà cháy rồi con mới vô chùa. Đừng bao giờ phan duyên đi dọn nhà đến gần chùa. Gần chùa đông quá, có chừng thành sớm chùa. Quý vị có nghe có nhiều khi dưới quê nói không? Sớm chùa đáng sợ lắm, chứ không phải là tu hành gì đâu. Đông quá mà trở thành một cái nơi đấu đá, nơi hơn thua gì danh lợi, kinh doanh, thì sớm chùa đó là sớm chùa gì? Thấy không? Thà rải điều ra, cấm gốc, nơi nào cũng là cấm gốc. Đừng có đến gần chùa, tôi đã kinh nghiệm rồi. Quý vị lâu lâu đến đây cộng tu, vô đây ở, còn sau này muốn thích ở vô ở luôn, không còn dính líu gì nữa cả. Khuyên quý vị một lời chân thật, đừng bao giờ đi vô chùa kiếm một chỗ ở riêng, sẽ khó có thật sự thành tựu. Vào chùa người ta ở sao được, mình ở gì được? Quý thầy thì cũng là một phương tiện cho những người có điều kiện để mà quý vị có chỗ ở, thì có gì cũng phụ chùa một chút, đó là tai hại cho quý vị, cực kỳ tai hại cho quý vị. Quý thầy có thể dùng một câu phương tiện dễ thương: công đức vô lượng. Tôi không thấy đó là công đức, mà tôi thấy đó là tai họa của quý vị. Thật sự mà nói, chùa này cũng không có ai đi vào đây là nói là đại hộ pháp gì của tôi. Quanh năm tôi vẫn làm việc cho Phật pháp vô cùng thù thắng, đỡ tối đa về tác dụng phụ. Không ai nói được tôi gì cả. Tôi rất mạnh miệng. Tại vì sao? Vì tôi đâu có dính líu ai đâu mà không mạnh miệng. Thật sự với quý vị, chúng ta chỉ ăn 3 buổi cơm, chúng ta không dạy gì đi đem 3 buổi cơm này để tạo ra gánh nặng cho mình. Hiểu không? Có người hỏi như Đức một câu rằng: thầy ơi, thầy dẫn rất nhiều bà già về chùa như vậy, lỡ một ngày nào thầy bị tai nạn gì, thầy bị một chuyện gì đó, còn mấy bà già sao đây? Những Đức nói chuyện đó không phải là chuyện của những Đức phải suy nghĩ tới. Quý vị muốn thích như thế nào cũng được cả. Chuyện những Đức làm, những Đức cứ làm tặng đáy lòng của mình. Khi một ngày nào người ta không cho những Đức làm thì quả báo quý vị tự làm. Tự làm đi. Nếu như quý vị làm tốt hơn những Đức thì việc này bị công đức vô lượng. Còn vị làm không bằng những Đức, làm cho người ta khổ đau, thì tai ương sẽ đến với quý vị. Tự vị chịu thôi. Đúng quý vị? Việc tôi tạo ra là việc tôi đã lấy được rồi, ngon lành rồi, đã phát tâm làm tặng đáy lòng, đa bằng ai cũng vui, ai cũng thích. Trong cái thời cuộc của tôi thì hoàn toàn ai cũng chấp nhận tôi đa phần luôn. Bị nhào vô bị giành, người ta không ai chấp nhận, bị làm ta đau khổ, quả báo bị chịu. Còn tôi thì vô cùng tự tại, khỏi cần làm gì, quá khỏe rồi. Mỗi ngày tôi giảng pháp 2 thờ xong tôi đi ngủ, khỏe quá. Tôi khỏi chạy tới chạy lui bận tâm nhiều thứ. Tôi muốn đi du sơn quảng thủy thì tôi cứ đi thôi, vì lúc đó có thời gian rồi. Bây giờ thì có duyên tôi làm như vậy, tôi không có thời gian gì cả. Có mấy anh em nói rằng năm nay chùa trên kia đang xây dựng, mùng 6 hay gì nè là khai móng hay gì nè, chùa Quán Âm chứ. Nhiều anh em rủ các huynh đệ điều gì cho anh hết, rồi huynh có đi không? Những Đức nói: những Đức không có một chút thời gian.
Chị coi, ngày xưa những đức đi vô chùa thấy thầy giảng pháp như vậy, y rang hình thức của những đức bây giờ, giảng cho Phật tử nghe đông như vậy. Những đức đến học với thầy 5 năm sau, những đức đi xuống dưới đây. Bây giờ những đức làm việc y rang thầy, đó là báo ơn cho thầy đó. Xác thực 100%, đó là báo ơn chân thật. Còn mấy anh em có thời gian, mấy anh em cứ đi đi, tôi không thể nào học theo như các anh em. Ra khỏi chùa mà tôi lâu lâu cứ gạ gạ tới lui hoài, việc này tôi không làm được. Quý vị nhớ tính tình của những đức ngày xưa ngoài đời nghèo thiệt nha, nhưng mà mượn tiền là trả tiền, còn chủ trả tiền một chầu là tôi cũng kiếm tiền trả một chầu nhỏ, vì tôi nghèo hơn chủ. Tôi nghĩ rằng ai đến với tôi sẽ đến với người đó, có qua thì có lại. Vì quý tôi nhiệt tình với quý vị. Vì không quý tôi khỏe. Vì sao? Vì không có việc gì để làm cả, khỏe quá. Chúng ta đi tăng thêm việc làm gì? Nhưng nếu có việc thì cũng đừng nên từ chối, đúng không quý vị? Đây là những điều tâm sự gần gũi nhất mà mỗi một con người phải nhớ kỹ. Phật pháp nó không phải một số hình thức đùa chơi đâu quý vị à. Phật pháp là một phương pháp rất là hay, một phương pháp lìa khổ được vui. Thật sự Phật pháp giúp chúng ta lìa khổ được vui, và Phật pháp giúp cho chúng ta nhìn thấu được cuộc đời vô thường. Không phải là cái chuyện chúng ta bẹo hình cho qua ngày đâu quý vị, không phải. Những đức học Phật 16 năm nay chưa bao giờ nói là bẹo hình, chân thật nhiệt tình, hết lòng hết dạ. Nên thời gian học Phật của những đức không lâu nhưng có thành quả. Nhiều anh em huynh đệ ngày xưa ở chung chùa bây giờ đi học, lâu lâu đến gặp những đức nói về sở học, những đức cứ ngồi nghe. Họ hỏi những đức sao sư huynh không nói tiếng gì hết, thì những đức nói cảnh giới này không phải của tôi. Khi tôi nói lên cảnh giới của tôi thì các anh em sẽ tự nhiên không được nói gì nữa hết. Tại vì sao? Chúng ta từ tiểu học chúng ta học tới đại học, ra trường, chọn ngành, cuối cùng đi làm rồi mới có lương. Tôi đã đi lãnh lương rồi thì nói làm chi nữa. Hiểu không? Ta đi lãnh bằng đại học rồi mà. Hiểu không? Rồi mấy anh em đang đi học, đúng không quý vị? Mấy anh em có nói nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì cái bằng đại học thì tôi cũng hiểu hết rồi. Để cho mấy anh em nói ra, hiểu không? Tôi bây giờ khi tôi nói là nói cái gì? Tôi nói tôi đang kinh doanh cái gì, chứ không phải là tôi đang chuẩn bị kinh doanh. Hiểu không? Người ta đã đi vào kinh doanh lâu rồi. Đúng quý vị? Thì bây giờ quý vị coi 100% những gì những đức nói với quý vị là những gì những đức làm, đúng không? Có nhiều người nói những đức ông xạo quá, kệ tôi, xạo mà được nhiều người thương. Đúng quý vị? Con người sống trong cuộc đời có những sự thành công, quý vị cũng nên tự hào một chút để người ta ngưỡng mộ. Cái sự thành công mà hoàn toàn im điềm thì ít ai biết đến. Làm sao giúp người ta đấy? Cuộc đời con người mấy chục năm quý vị, mà trong mấy chục năm đó chúng ta làm được mấy năm? Tại sao nó không nắm bắt mấy năm đó để cố gắng mà làm? Người xưa nói một câu rất là hay: kẻ biết thời mới là trang tấn kiệt. Tôi thấy bây giờ thờ cuộc, một lời nói ra thì có thể có nhiều người chung tay.
tôi gom tất cả những cái chung tay đó tôi đánh mạnh qua công chúng được không? Đúng không quý vị? 10 năm, 20 năm sau chúng ta có gom lại được đi chăng nữa, có đánh ra được không? Chưa chắc. Nên từ nơi đó chúng ta, đây là thời cuộc chúng ta đánh ra công chúng được, mọi người tự nhiên lại tập trung về với mình, đây là cơ hội tạo duyên phước luôn. Nên chúng ta một năm đi qua, quý vị coi, một năm đi qua chúng ta nhìn lại đã làm được gì, quá ý nghĩa trong cuộc đời, quá ý nghĩa trong cuộc đời. Nên người học tập với những đức, người ở trong chùa sống với những đức. Có một người này, những đức biết họ thích học một cái người ở trong chùa, những đức nói với họ một câu: bạn nên tự suy nghĩ lại sự chọn lựa của bạn, bạn nên chọn lựa kỹ lưỡng. Nếu bạn chọn lựa như vậy, tôi mời bạn đi đến nơi nào bạn cần thích học. Tại vì sao? Vì tôi đang đương thờ. Hiểu quý vị? Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài đương thờ, tất cả người học tập với Ngài đều quy về học với Ngài. Đương thờ. Khi người ta hết thờ thì quý vị chỉ có dư âm nghĩ lại cuộc đời đã qua của người này để học. Nếu như một người có góc độ cực kỳ sâu sắc học tập, khi người ta hết thờ hay nhìn cái thờ vẫn phát triển của họ mà học, quý vị sẽ thành đạt y gan người đó 100% quý vị luôn. Năm xưa tôi đi vào trong chùa Quan Âm Tịnh Thất, xin thưa quý vị, tôi nhìn thầy Giác Nhàn, tôi thấy thầy Giác Nhàn đương thờ, tôi nhìn ra rõ ràng. Cái làm của thầy tôi học theo rất nhiều thứ, dù tôi không có ở bên cạnh nhiều. Thầy tiếp khách tôi để ý, thầy giảng pháp tôi để ý bằng tận đáy lòng. Nên sau này cách giảng của thầy tôi cũng học được luôn, văn tự nói tôi cũng học rất nhiều thứ, cách diễn đạt, vơ tay chân, miệng mồm tôi đều học được. Tôi để ý rõ ràng từng chút để tôi học. Có những cái không phù hợp thì tôi cắt, tôi gọt bớt, nhưng cái gốc tôi luôn luôn giữ. Quý vị thấy những đức luôn luôn duy trì pháp tu đã đạt đến chỗ thành công. Học pháp tu này của ai? Pháp tu này là thầy trên kia đã sáng lập ra. Sự thành công của tôi không có gì cả, chỉ có thấy cái hay thì lụm. Chiếc máy niệm Phật này là thầy trên kia làm, tôi thấy hay quá, tôi phải tìm mọi cách để làm chiếc máy này. Cái máy giọt nước cũng thầy làm, tôi thấy tôi phải tìm cách để tôi làm cho bằng được chiếc máy đó. Sau này nhiều loại máy thì tôi phát triển từ cái gốc mà máy của thầy làm mà tôi phát triển ra. Nhưng thật sự cái gốc ban đầu tôi không biết gì hết, nhìn cái chiếc máy ngày xưa thầy làm tôi rất ham, tôi phải tìm mọi cách tôi làm cho bằng được. Cuối cùng thì máy nghe pháp của chúng ta, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật của chúng ta bây giờ rải, là một ông thầy phát triển máy niệm Phật nghe pháp nhiều nhất. Kinh khủng không? Toàn là do học người ta mà ra, tôi đâu có nói gì tự hào đâu quý vị. 100% học người ta mà ra. Nếu sau này tôi làm thầy người khác, tôi thấy thằng đệ tử giỏi cái gì, tôi sẽ học thằng đệ tử đó. Quý vị coi, Nhân Đức gắn máy niệm Phật xung quanh chùa, Hòa Thượng chúng ta cũng gắn máy niệm Phật xung quanh chùa. Việc đó tại sao chúng ta không học đi quý vị? Lúc trước Hòa Thượng kêu ông Đức, ngoài giờ tu bắt điệu niệm Phật của tôi trên chánh điện trên nghe. Nhiều anh em nói
cái tiếng niệm Phật của hòa thượng hơi buồn. Nhiều anh em nói những đức gì, những đức nói rằng mấy anh em không hiểu, bắt điều niệm Phật của hòa thượng sẽ đẩy mình lên càng cao. Vì sao? Vì hòa thượng tu bao nhiêu chục năm nay cuối cùng cũng bắt điều niệm Phật cho người ta nghe. Mình bắt điều niệm Phật người ta sẽ tin tưởng hơn nữa. Đây là cái 100%. Đừng bao giờ hẹp hòi quá. Chúng ta hẹp hòi không học đạo được đâu quý vị à. Hẹp hòi sẽ khó thể nào tiếp nhận được đạo pháp lắm. 100% với quý vị, hẹp hòi sẽ khó bao giờ tiếp nhận được đạo pháp lắm. Nên những người bên cạnh những đức thường nói với họ một câu rằng: quý vị gần gũi những đức rất đơn giản, nhưng quý vị đừng bao giờ cho những đức là người ngu si. Nếu như những đức là người ngu si, làm sao những đức lãnh đạo quản lý nhiều người như vậy? Những đức nói với nhiều anh em trong chùa, những đức nói rằng bây giờ chùa chiền, mỗi điểm chùa hòa thượng những đức đã làm sẵn hình thành ra hội chúng luôn. Chùa thì hòa thượng xây, hội chúng những đức sắp xếp sẵn hết cho các anh em rồi đó. Đặt trách khâu nào ra khâu nấy hết rồi đó. Các anh em cứ làm đi. Bất cứ lúc nào mấy anh em chỉ cần nói một câu rằng để cho đệ làm, những đức sẽ hoàn toàn trở về đây cho mấy anh em làm. Quý vị ơi, chúng ta giác nhiều quá thì chúng ta đi sẽ nặng nề lắm. Đừng nên quá tham lam rồi khó giải thoát đời mình. Những đức cũng không nặng nề rằng là cái cách những đức đưa ra bây giờ tới tờ họ, họ chuyển xây, họ thích chuyển xây đó là chuyện của họ thôi. Hơn nhau chỉ có cái bạn chuyển xây mà để bạn thành đạt thì từ nơi đó người ta sẽ nhìn bạn. Còn bạn càng chuyển mà bạn càng dở thì người ta càng chê bạn thôi. Hiểu quý vị? Vô cùng tự tại quý vị à. Đó. Có những người xuất gia đến gặp Như Đức hỏi: bây giờ làm sao để đạo tràng càng đông? Như Đức nói: khoan, hãy nói câu đạo tràng càng ngày càng đông, đừng nói câu này. Mà bạn làm sao mà cái hội chúng trong chùa của bạn tu được? Cái câu người xưa nói rất là hay: gia hòa thì vạn sự hưng. Một cái gia đạo không hòa thuận bạn làm sao thịnh vượng? Một người làm, hai ba người phá, lấy đâu thịnh vượng đây? Bây giờ tôi hỏi bạn, trong gia đình bạn 5 người mà có một người làm ảnh hưởng 4 người khổ đau, làm gia đình xào xáo, thì bạn phải làm sao? Bạn cứ dung dưỡng cái tên đó để cho nó 4 người kia khổ đau, thà bạn đem cái tên này bạn đem ra ngoài biển cả mênh mông bạn để ngoài đó. Để cho 4 người này bình yên, 4 người này bình yên xong tạo thành một cái nguồn năng lực, tài lực mạnh mẽ. 5-10 năm sau cái tên ngoài biển cả khổ quá, nó biết được sương gió ba đào, lúc đó nó trở về thì nó phải chịu quy phục. Nghe quý vị, còn hơn là quý vị để nó ở nhà tàn phá, nó làm cho 5 năm sau gia đình này tan nát hết trơn. Ai là người giúp ai được đây? Quý vị nói tội nghiệp nó, nhưng quý vị chỉ tội nghiệp nhất thời, thương bằng cách là thương hại chứ không phải là giúp họ đâu. Trong gia đình mình 4-5 người có một đứa con hư, sai lầm, quậy phá, nói không nghe, thì chúng ta cũng không cần phải nói là từ nó gì hết, nhưng chúng ta nên trả cho nó đi đến cái nơi mà nó cần phải đến. Bây giờ nó quá ghiền game rồi, mình nói nó không nghe, mình cho nó đi đến cái nơi chỗ chơi game rồi mày tự kiếm tiền mà chơi game, tao không nuôi mày nữa. Vì cha mẹ nuôi mày không phải để nuôi mày chơi game, mà nuôi mày trở thành một con người ít gì cũng phải sống có ý nghĩa.
Từ nơi đó cho nó về vị trí đó, rồi nó tự kiếm tiền mà chơi game đi. Còn đứa con gái của mình, nó lớn lên 17, 18 tuổi, nó mê chơi, nó tùy tiện. Mình nói nó không nghe, mình nói mày cứ đi theo chơi, cũng như tao đã nuôi mày xong trách nhiệm rồi đó. 5, 7 năm sau, 10 năm sau, nó te tua tả tơ, nó đẻ một hai đứa con, nó bị quýnh te tua. Lúc đó nó bò về nhà, thì lúc đó mới bị nói, biết mùi chưa con? Lúc đó chúng ta lờ được hai đứa cháu ngoại. Mà còn đặc biệt hơn, đúng quý vị? Thật sự mà nói, trong cuộc đời này cho người ta chọn lựa để khỏi đổ thừa mình. Mình được quyền dạy người ta, nhưng người ta có quyền chọn lựa. Và bạn phải trả một cái giá của bạn chọn lựa. Đúng quý vị? Người bên cạnh những đức, thật sự quý vị, những đức rất thương. Nhưng chỉ cần một hành động không phù hợp, những đức nói không được. Chúng ta cứ đường ai nấy đi thôi, làm khổ nhau làm gì? Không nên làm khổ nhau quý vị. Gặp nhau mà không vui thì thà đừng gặp nhau nữa. Thật sự mà nói, những điều chia sẻ này nó cũng văn minh đó quý vị. Văn minh trong cái xã hội phát triển. Và người trí thức cũng chấp nhận điều này. Vì sao? Gặp nhau không vui, gặp nhau làm gì? Đúng quý vị? Bây giờ bạn bè gặp nhau chơi thân vui vẻ thì chơi chút, còn chơi nhau cảm thấy không phù hợp, miễn cưỡng làm chi? Không cần phải miễn cưỡng làm gì cả. Đường em đi, đường anh bước. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đó. Đó. Vì thấy tự tại chưa? Bọc góc quá tuyệt vời không? Đều có phương pháp giải quyết mà. Có những người mang nghiệp phá thai 5-6 lần, lỡ gặp những đức nói rằng, con nghe quý thầy nói sợ quá, phá thai 5-6 lần sợ quá thầy ơi, cái nghiệp con nặng lắm. Những đứa hỏi cái nghiệp bà thấy không? Cái nghiệp bà nặng ở đâu? Bà thấy không? Bà nói không. Cái nghiệp đã không thấy tại sao bà biết nó nặng? Bây giờ tôi chỉ cái nghiệp của bà nặng bà thấy nè. Là bà đang khóc than là nghiệp đó. Hay đó. Đúng quý vị? Bà điều chỉnh lại đi. Là bà không có nghiệp gì cả. Thật sự mà nói thì bạn phá thai 5 lần thì năm cái thai nhi đó cũng từng giết bạn 5 lần. Bây giờ đến đây bạn giết lại thôi. Chúng ta trong lục đạo luân hồi cứ giết qua giết lợi với nhau như vậy. À, khuyên là khuyên để hóa giải thôi. Bạn không giết tôi, làm gì tôi giết bạn? Bạn không đánh tôi, làm gì tôi đánh bạn? Bạn không thương tôi, làm gì tôi thương bạn? Nếu bạn thương tôi thương bạn. Bạn giúp tôi giúp bạn. Bạn tha thứ cho tôi tha thứ cho bạn. Bạn cứu tôi cứu bạn. Vậy chúng ta phóng sanh ăn chay, tại sao gọi là có công đức? Cái công đức này là nó phát ra tâm từ bi thiện. Mà cái tâm từ bi nó có trí tuệ hiểu được định luật nhân quả. Mà thật sự sanh công đức tự tánh mà thôi. Hiểu không? Chứ thật sự thì mấy con chim này mình thả là do nó từng thả tôi, thì tôi thả lại thôi. Chứ nếu nó giết tôi, đố mà tôi thả nó. Vì định luật nhân quả không phù hợp. Có những con kiến chúng ta đi, chúng ta đâu muốn đạp nó đâu, mà chúng ta đạp nó. Là vì sao? Vì nó cũng từng vô tình đạp chúng ta. Vô tình có cái tội của vô tình, cố ý có cái tội của cố ý. Đó, còn ở cõi ta bà, còn làm người mang thân tứ đại thì bạn hoàn toàn là nghiệp. Nhưng mà chỗ đặc biệt của bạn là hiểu được nguyên lý của chữ nghiệp. Chữ nghiệp nó không có hình tướng. Nguyên lý này khi bạn hiểu rồi thì bạn thông tâm.
Bạn thông tâm hoàn toàn. Cái buồn cái khổ của bạn là do quay lại mà thôi. Có những người người ta buồn đến mức mà người ta đơ, khổ đến mức mà người ta khờ. Tại vì sao? Vì người ta không biết người ta như thế nào nữa. Khổ khờ, giết rồi đơ, đi bơ vơ như kẻ thất tình, đi lình bình như kẻ cô đơn. Được không? Nên quý vị, tôi như nhìn thấy người lạ. Chưa, tôi chia sẻ một pháp, tôi nhìn xung quanh, gặp người lạ người quen coi. Được không? Nên từ đời đó người lạ là do người ta biết mình mà do mình chưa gặp người ta. Bữa nay gặp thấy lạ nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp đã là quen. Được không? Thấy chưa? Từ đời đó, quý vị à, chúng ta đến với cuộc đời này cho nhau cái gì là hạnh phúc nhất? Cái gì là hôn hả? Cho nhau cái bình an là hạnh phúc nhất. Tưởng đâu mấy bạn nó cho nụ hôn hết hồn. Hồi tối giỡn giỡn với mấy cô, nói à, bữa nay là ngày lễ tình nhân, ở ngoài đời thì tặng hoa đồ quá chèn luôn. Bữa nay thì đãi mấy cô ăn uống một chút, xong rồi mỗi bà đưa mặt ra tôi hôn cái. Làm ai cũng vui hết chứ, trời ơi, làm ai cũng vui vẻ bất chợt lạ thường kỳ như vậy, trong lòng cảm thấy tim đập hơi bị mạnh. Sự việc có thật sự như vậy hay không? Hay là lời nói vui thôi, hay sự thật nó có đến với mình thật sự hay không? Không, nó quý vị thấy nói cứ dễ dở ương ương như vậy mà làm người ta cảm thấy vui lòng bất chợt, không có chuyện đó xảy ra. Làm người tu ai làm thế? Làm thế thì không phải người tu. Quý vị đó, nên á, chúng ta chia sẻ Phật pháp nhưng mà nó có cái niềm vui, vui thì mới nghe pháp, đúng quý vị? Vui một là nó đỡ đau chân, hai là quý vị thấy nó không buồn ngủ. Nên vỗ tay là một phương pháp đặc sắc. Giúp cho chúng ta gần gũi hơn. Quý vị thấy vỗ tay đa phần là hai cái tay cùng vỗ. Ý nói rằng trong cuộc đời con người sống phải biết hòa thuận, đoàn kết. Vỗ tay cũng là một phương pháp để trị bệnh, giúp cho tim mạch máu huyết được lưu thông. Ai bệnh tim thường vỗ tay niệm Phật thì làm cái nhịp tim người này sẽ nhẹ nhàng, từng nhịp nhẹ nhàng. Giống như cái ông đó nói, thầy ơi, thầy con bị bệnh tim, mỗi lần nó lên cô thở không nổi, thầy ơi, thầy mệt quá thầy ơi. Nhưng Đức nói ông phải có phương pháp, thấy không? Ông lấy cái tay ông để vào tim và ông hãy nghe từng nhịp tim của ông đang nhịp nghe, và ông hãy nhịp theo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không? Rồi ông lấy cái đôi tay từ bi của ông. Không? Đó. Nên từ nơi đó đều có phương pháp chỉ người ta biết vậy. Hay lắm á, có giỡn đâu nghe. Nói vui vui vậy chứ hay lắm á. Và thêm một cái nữa là gì? Ông đừng nên làm những việc mà tổn thương trái tim của ông.
Tôi xin gỡ lời này đến với tất cả những người bị bệnh tim. Quý vị đừng nên làm tổn thương trái tim quý vị nữa. Vì làm gì tổn thương trái tim? Làm gì? Tức giận, bực bội, lo âu. Đây là việc mà làm tổn hại trái tim. Đúng quý vị? Đó. Hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Vì nhớ nè, khi vị mà hối hả, gấp gáp, bợp chợp thì có khi nón đội trên đầu mà đi tìm cái nón. Có không? Nếu như quý vị thường bồi dưỡng một cái nhân cách sống như vậy thì sau này quý vị rất dễ thất bại. Giống như một con người chạy nhanh mà không có định hướng, chỉ cần té một cái thôi đứng lên không nổi. Nên chúng ta có mục tiêu, phải gây dựng mục tiêu, nên gọi là sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Con người cần phải có góc độ chọn lựa. Khi những đức đi vào trong chùa tu, nhìn thầy, những đức nói vị thầy này nổi tiếng là ngay gần gũi, giản dị, vui vẻ mà thành công. Ta phải nhắm mục tiêu này. Thêm cái phương pháp tu của thầy tốt, ngon, đặc biệt nhiều người tiếp nhận. Thấy không? Ngon lành. Thấy không? Lấy áp dụng liền thành công. Nên sự chọn lựa rất quan trọng. Bạn phải trả một cái giá rất nguy hiểm đối với sự chọn lựa của bạn sai lầm. Quý vị ơi, trong cuộc đời chúng ta chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi trong cái cõi đời này thôi quý vị. Tình thương yêu gì là chân thật nhất? Chỉ có tình thương yêu với Phật A Di Đà là chân thật nhất. Đúng không? Tại vì sao? Dù chúng ta dùng bao nhiêu lời hoa mỹ thương yêu nhau, bao nhiêu đoạn văn hay để đến với nhau, để mà gỡ lấy trái tim của nàng, nhưng cuối cùng rồi bạn có được gì đâu. Thật sự quý vị, nhiều người lớn tuổi ở đây quý vị cũng đã từng có thời gian hưởng thụ, hưởng thụ nhiều mặt, nhưng đến khi bị khổ nhất, quý vị có đem cái khổ đau đó để trang trải cho cái khổ của mình hiện tại bớt được không? Cái dư âm đó nó còn làm quý vị đau khổ thêm. Nên tại sao có những người, người ta thất tình mà người ta muốn đi chết? Vì cái dư âm của tình thương yêu và những lúc mặn nồng bên người yêu mà bây giờ bị bỏ rơi. Nghĩ đến cái chuyện mãi mãi ta đã xa anh đã xa tôi. Từ nơi đó mà chúng ta cảm thấy bầu trời này sụp đổ, trước mắt chúng ta không còn gì nữa cả. Tại vì sao? Tại sao bạn không còn gì nữa cả? Tại vì bạn đem cả trái tim của bạn đi giao chọn cho kẻ cướp. Vì biết trong cuộc đời này có nhiều tên cướp, cướp tim không? Có không? Có. Tôi cũng là một tên cướp tim người khác. Nhưng tôi lại gắn trái tim của quý vị vào trái tim của A Di Đà Phật. Tôi đem trái tim quý vị, tôi gắn vào trái tim của A Di Đà Phật. Chứ tôi không phải là đem trái tim của bạn về để trong hộp, cắt ở bên cạnh tôi. Vì sao? Vì một ngày nào trái tim tôi cũng sẽ ngừng đập. Chỉ có trái tim của Phật A Di Đà là đập vĩnh cửu. Nên tôi mới đem trái tim của bạn để mà câu thông với trái tim của A Di Đà Phật, để cho nhịp tim của bạn luôn luôn được nhịp nhàng. À.
hết hồn. Đúng không? Hết hồn. Thấy thấy không? Ngày thần thiết báo đúng chưa? Đó, thấy chưa? Hết hồn. Đúng không? Thì quý vị thấy cái hình tướng nào nó cũng có cái đạt của nó. Nếu như một vị tướng ra chặn có thể quanh quanh liệt liệt, nhưng trở về nhà với vợ thì cũng là quanh quanh liệt liệt như ở ngoài chặn chặn đánh, thì người vợ này sẽ sợ hãi lắm. Đúng quý vị? Chúng ta có thể trước địch thì vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước vợ thì ta rất nhẹ nhàng. Đúng quý vị? Nhưng người ta là thường bị bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp là đi đánh giặc quen rồi, về thì trước mặt vợ cũng nên họ thường bị mắc vợ. Ghê quá. À, giống như có một cái ông này, ông ở bên Mỹ về, ông ở bên đó ông làm bác sĩ, mà bác sĩ bên khoa mổ. Thì vì biết ông bị bệnh nghề nghiệp kỹ, cực kỳ kỹ, mà ông lại là mổ người ta mà giống như là bác sĩ khoa trưởng. Thì người ta chuẩn bị đồ đạc, bao tay hay cái gì cho ông chuẩn bị hết cho một. Giết lâu ngày ông thành một người quá kỹ, kỹ đến mức mà phòng của ông là vợ con không bao giờ được vào. Bệnh nghề nghiệp nặng nề. Vậy mà khi ông nghe những đức giảng thì ông mới biết cười. Ông mới biết cười. Ông về tới đây ông gặp những đức, thì những đức nói rằng nghề nghiệp thì phải cần làm, nhưng đừng bao giờ dính vào bệnh nghề nghiệp. Thí dụ như có những lúc những đức cũng hiện tướng dữ dằn lắm quý vị. Nhưng mà có những lúc mình cũng vô cùng là vui vẻ. Thấy không? Nó phải có lúc này lúc khác nó mới cảm thấy là là được vui vẻ quý vị. Chứ không lẽ lúc nào cũng cứ nghĩ mình là lãnh đạo. Chào thầy. Dạ con chào thầy. Ủa sao mặt thầy kỳ vậy thầy? Thầy lãnh đạo. Thầy học được quan nghi dơ lực. Ít cười lắm. Mỗi lần cười không có hở hàm răng. Thì ghê. Đúng quý vị? Thì làm chi bị khổ chứ à? Hả? Lãnh đạo là lãnh đạo, còn vui là vui chứ đâu phải vui không được lãnh đạo làm lãnh đạo. Đúng quý vị? Mình có gia trưởng trong nhà cỡ nào đi chăng nữa thì có những lúc chúng ta cũng phải thì mị như một cô gái. Vậy mới đạt chứ. Người thân trong gia đình sẽ cảm thấy ngưỡng mộ mình. Vì mình lên cao mình cũng lên được, mà mình xuống thấp mình cũng xuống được. Người như vậy mới là thật sự thông tình và đạt lý. Lúc nào cũng là gia trưởng. Đi làm về, thay áo cho tôi đi, nhau ly cà phê nha. Chồng chúa vợ tôi quý vị. Giờ chắc hiếm vụ này luôn đúng không? Vậy kêu cà phê nó pha uống đi. Tự uống đi. Nhà mệt chết luôn, về pha cà phê. Giặt đồ cho tôi đi, tự giặt. Nó thôi vậy thôi tôi giặt. Hiểu không? Nên từ nó đó quý vị à, chúng ta không cần phải ra bộ mặt lạnh làm chi đâu quý vị. Đúng không quý vị? Cái bộ mặt lạnh không có kiếm gạo ăn được đâu quý vị à.
Dù con kiếm gạo được đi chăng nữa cũng bị gạo sượn. Đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, vì sao chúng ta không cười lên? Cười đẹp như vậy tại sao không cười lên? Đúng không? Mình vui cười người ta vẫn thích quý vị à. Chàng ơi, cái miệng xấu như vậy mà còn cười. Đúng không? Quý vị đẹp tại sao quý vị không cười? Cười lên. Chùa mình là tầng nào quý vị là ở đây những đứa cũng bổ quý vị bằng nụ cười. Cái liều thuốc mà nhân sinh đang cần là liều thuốc gì quý vị biết không? Rồi chùa chúng ta là ở đây khỏi cần quý vị phải ghi to thuốc gì chứ. Cứ đến đây là những đứa chỉ cần bổ quý vị một liều thuốc cười thôi à. Thật sự với quý vị rằng trong tất cả những sự khổ đau trong cuộc đời chỉ có viên thuốc giải là cười thôi. Thật sự viên thuốc giải là cười. Đức Phật A Di Đà ngày còn một danh hiệu là một vị Phật hoan hỷ. Vì sao khi bị hoan hỷ là thấy cái gì cũng đẹp cũng tốt hết. Tốt. Thấy cái gì cũng là xin sò hết. Nhớ nghe. Còn nếu như quý vị mà không vui thì cái gì trước mặt vị cũng hoàn toàn xấu. Nên chúng ta phải cần phấn chấn lên. Dù là đang thiếu nợ nhưng chúng ta cũng phấn chấn lên. Vì sao? Vì thiếu nợ thì phải trả nợ. Không phấn chấn làm sao làm ra tiền mà trả nợ. Bây giờ chúng ta không ai ngó ngàng đến hết trơn. Ba mươi mấy tuổi mà không thằng nào coi luôn. Dù khi cũng buồn lắm á. Tuổi thằng phần ma hồng. Đúng không? Nhưng chúng ta cũng phải phấn chấn lên. Đúng không? Nên nhớ cái câu những đức nhắc, một mình dễ đi hơn. Vì có một mình nó muốn đi đâu đi. Đừng có cho rằng ta một mình là cô đơn. Không có cô đơn. Làm gì cô đơn? Quý vị đã có tôi thì không bao giờ cô đơn. Tôi là người đến cuộc đời này để soi dịu trái tim bằng da của quý vị. Hiểu không? Quý vị biết giờ này vì đang cười ở đây chứ bao nhiêu con người đang ngồi ở một cái chỗ nào đang cười. Họ cảm thấy ấm áp vì thầy đang còn nhớ đến mình. Yeah. Bây giờ chúng ta chỉ biết ở đây thôi mà không biết bao nhiêu con người đang ngồi ở một chỗ nào đó. Họ đang nghe và đang một mình cười. Đang vỗ tay theo quý vị luôn. Khi nói câu này cái họ đưa cái mặt sát cái mặt nhân đức. Tại vì sao? Họ đang cầm một chiếc điện thoại. Khi nghe câu này ngay tâm tư của họ, họ cảm thấy vui khi thầy nhớ đến mình. Cầm chiếc điện thoại lên hung gió một cái. Hung gió chứ có đâu mà hung à. Hùng gió mà làm ta vui. Đúng không quý vị? Có những khi một nụ hùng gió nó còn hơn hùng thiệt. Hồi xưa người ta bị đói quý vị. Người ta có miếng một miếng thịt. Người ta sẽ không bao giờ ăn. Người ta chỉ ăn đồ bình thường, miếng thịt ta treo trên đó. Nhìn tôi đỡ thèm. Nên nụ hôn gió nó còn ghê gớm hôn thiệt. Hiểu không? Đó, vậy thấy chưa? Vậy thấy cái ngày xưa mà khi mà quý vị mà mới yêu không? Không được hôn. Tại nhát quá.
không chưa được nắm tay, nhưng mà mỗi lần mà gặp nhau dù là chó vượt cũng cố gắng đi tìm. Khi hẹn hò mà chưa hôn gì chưa nghe vị, trời, cái cuộc hẹn hò đó kinh khủng lắm, nhỏ nó bé nó cười, bé nhỏ xíu cười. Thì coi, nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng mà họ đi hẹn hò mà có khi mà chó vượt chạy quá trời chạy mà cố gắng đi gặp người yêu, mà sau này khi được rồi tự nhiên không còn yêu như ngày xưa nữa. Đúng là nói cái câu hay, tình chỉ đẹp khi tình gian dở, đời hết vui khi đã dạng câu thề. Nên ngày xưa khi mà chưa đến với nhau gì hết trơn, quý vị biết á, như hôm qua mà lễ tình nhân là kiếm hoa đó, không giỡn đâu nghe quý vị, kiếm hoa đồ tặng kịch liệt luôn. Nhưng mà khi được rồi không có thấy cộng hoa luôn, tại vì được rồi đời hết vui khi đã dạng câu thề. Nên quý vị thấy cái gì mà dở dở ương ương là nó đẹp lắm nghe quý vị. Giống ngày xưa giờ nó đi cặm câu bắt cá, con cá nào mà vuột là con cá nó bự, cái em mua nó bự bóp đôi. Còn con cá nào đem về nhà bố mày lớn chiên da quý vị. Con cá đem về có mày lớn rồi về kể cho cá sớm nghe. Hồi tối lỡ gặp con cá nó dính cái, nó dính vô cái lưỡi câu, nó quạt cái cần câu, quạt. Ôi con cá gì đâu mà bự rồi bọt bắp đuôi vậy đó, gỉ lên dở lên không có nổi, cuối cùng nó bực đứt lưỡi câu luôn. Vậy mày cuối cùng mày được con cá nào? Còn con nó xíu. Cái nhiều bà ở đây ngày xưa không biết bạn trai làm sao mà ưa kể cho chồng, mà cái này cũng đừng nên kể làm chi. Tôi nói cho ông biết nha, bạn trai tôi ngày xưa đẹp trai nữa, nó nói nữa thôi đừng có xạo, nhớ không, vuột rồi thì thấy đẹp, đang có thì quý đi, nhớ không quý vị. Ưa bị cái bệnh này lắm nghe quý vị. Mà mình là vợ chồng á, cũng đừng có bao giờ mà kể cái chuyện ngày xưa yêu đương. Tuy người ta hỏi nhưng đừng kể. Người ta hỏi là người ta thương mình quá, người ta hỏi. Hỏi xong người ta mới hỏi là có hôn gì không. Mình nói sao không có. Một chút coi chừng có chuyện với nhau đó. Kể chuyện tàu lao mà chú quýnh lộn, ghen rồi tức quýnh lộn giống gì chứ. Có không quý vị? Tôi nói gì cũng có chứ ngộ ghê. Thấy không? Người ta hỏi mình mà nói là tôi quê mùa lắm rồi sao mà ai mà dạng như ông như vậy. Ông gì cũng dạng quá chàng luôn. Chứ hồi xưa cũng có quen bạn nhưng mà ngồi xa lắm, không có dám đến gần đâu. Mẹ cứ nói hoài à, đến gần coi chừng có bụi. Thấy chưa? Anh không có dám đến gần, sợ dữ lắm. Ngồi xa thước mấy nói chuyện không à. Nên từ nơi đó mà đâu có gặp nhau đi chơi gì đâu. Nên thôi ông ơi, mấy cái chuyện ngày xưa quên đi. Bây giờ em chỉ biết anh thôi. Có những câu giả nhưng mà nó làm cho người ta vui. Tại vì chồng hay vợ mình chưa biết tu, họ thích câu vậy đó, thì chúng ta hãy nói câu đó đi, để họ liếng ái mình cho thiệt nặng. Để làm chi? Để mình kéo họ đi vô trong đạo. Khi người ta quá thương mình thì mình đi đâu người ta theo đó. Giống như bây giờ đi, họ mới yêu mình mà họ chưa có cưới mình, thì mình đi chùa là họ sẽ đi chùa theo, mình đi đâu họ đi theo. Nhưng mà mai mốt nó cưới rồi chưa chắc nó đi, chưa chắc đi đâu quý vị. Thêm cái nữa là nó dính vào một gia đình thì lúc đó thì nó phải có con, mà đã có con rồi nó muốn tạo sự nghiệp một gia đình, nên từ nơi đó mà bị lãng quên đi Phật pháp. Mà bạn mà lãng quên Phật pháp là bạn dại quá, vì Phật pháp mới cứu cuộc đời bạn và Phật pháp mới cho bạn một phương hướng giải thoát.
và cho bạn cuộc sống đầy đủ, mà tại sao bạn lại lãng quên Phật Pháp? Đúng không? Nên vậy Đức nói với vị nghe, tất cả những người đã nghe được Phật Pháp rồi nên để ý Phật Pháp. Phật Pháp thì có nhiều người hướng đạo, không phải quý vị dùng cái câu mê tín là kết luận Phật Pháp được đâu. Nếu như Phật Pháp mà mê như vậy thì giáo pháp của Phật không có truyền tải đến ngày hôm nay gần 3.000 năm đâu. Chắc chắn bị luôn. Mỗi một quốc gia đều là người lãnh đạo thông minh. Nếu Phật Pháp không có ý nghĩa gì, để làm gì? Đi cho du nhập vào quốc gia người ta làm chi? Nên chúng ta phải nhận thức Phật Pháp có một giá trị cực kỳ lớn, đó là trí tuệ. Nhớ không? Nên đừng có bao giờ đi đến đâu, chỗ nào hoặc gặp cái trường hợp nào, chúng ta để đánh giá Phật Pháp là mọi người đều phải đánh giá Phật Pháp, vì sai lầm quá. Trong đạo Phật cũng có người đúng, có người sai. Trong chốn quan trường cũng có người đúng, có người sai. Trong cái cuộc đời này, bất cứ một quốc gia nào cũng có người đúng, người sai. Nếu nơi quốc gia có giáo dục nhiều thì người đúng nhiều, người sai ít. Quốc gia thiếu giáo dục thì người sai nhiều, người đúng ít. Nhưng đều có người đúng. Quý vị biết rằng một con người thiện ở một cái quốc gia đó đó, mà càng đông thì quốc gia đó ít kiếp nạn. Một cái người thiện ở quốc gia đó ít thì kiếp nạn của quốc gia đó nhiều. Tại vì sao? Người thiện có thể hóa giải ác, giúp cho chánh khí giờ đất càng phong phú phát triển. Nên từ nó ra chánh khí giờ đất đã tốt thì mưa thuận gió hòa, xuân hạ thu đông đều tốt. Nhưng nếu chánh khí giờ đất bị tan phá thì xuân hạ thu đông sẽ thay đổi thất thường, loài người sẽ khổ, vô cùng khổ khi sống ở quả địa cầu này. Nên cái giáo pháp của Phật là cái giáo pháp gì? Là cái giáo pháp giúp cho chánh khí trời đất được tốt. Vì hiếu với cha mẹ thì cảm với trời đất tốt đẹp, hòa thuận với anh em thì cảm với trời đất tốt, ăn chay phóng sanh còn nói câu ông trời của đức hiếu sinh. Từ nơi đó mà chánh khí trời đất tốt. Những điều này là điều phát triển chánh khí trời đất. Nói thật, nhiệt tình, làm vợ người ta đúng đắn, hết lòng. Tại vì sao? Mình hiểu sâu nhân quả. Bây giờ mình không dám nữa. Lúc trước mình đi ra đường gặp trai mình còn nhìn, còn liếc, còn đá lông nheo. Nhưng bây giờ mình đã nghe đạo rồi, không muốn nhìn ai nữa hết. Có một người chồng, xài lái rai là được rồi. Đi tìm kiếm gì nữa? Đúng quý vị? Có một người vợ, xài lấy gai là được rồi, kiếm gì hai bà? Một người vợ mà cực muốn chết, kiếm tìm bà nó đang cực ha. Gánh nặng chi cho nó nhiều, cho nó mệt. Tao nói một vợ thì nằm giường lèo, mà hai vợ nằm chèo queo, ba vợ thì xuống chuồng trâu mà nằm. Thấy chưa quý vị? Tại sao chúng ta lại mang thêm cái gánh nặng quý vị? Thật sự mà nói, nam hay nữ gì nó cũng là một mẫu hình đó thôi, một mô hình đó thôi quý vị à. Nên chúng ta nên chấp nhận cái duyên đã đến với mình đi, đừng có đến đây đòi hỏi nữa. Tham quá có chừng mắc cả chì lẫn chài, thấy không quý vị? Nên mình hãy chung thủy đi. Mình đã có chồng có vợ rồi, đi đâu mình nghiêm túc làm ăn đàng hoàng, tranh thủ về nhà cầm tiền về nhà lo cho gia đình. Đừng có đi chăn hoa mà mắc đi tiền bạc, mắc đi cái phước báo của chính mình, nên gia đạo mình bị suy sụp. Mình làm vợ làm chồng mình kiếm được kinh tế, mà mình đi ra ngoài đường mình chăn hoa, về nhà nói gia đình không được, phước báo nói gia đình hết đi. Cái quy của quý vị bị mắc là từ phước bị mắc, phước mắc là quy mắc. Cái quy đó không có thì quý vị làm sao nói gia đình quý vị? Tại sao có những người ta nói một tiếng gia đình ta răm rắp, có những người mình nói gia đình mình không nghe? Là tại bản thân quý vị phải bị ảnh hưởng gì, phước báo như thế nào. Đúng không? Những điều chia sẻ này cực kỳ quan trọng nha quý vị. Quy về điều là gia đình có ngôi tam bảo là rất quan trọng. Vì tam bảo Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, thờ tam bảo trong gia đình. Thì nhìn Phật A Di Đà, chúng ta hỏi mình có giác ngộ tâm hay không? Nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm, mình có tâm từ bi tha thứ hay không? Nhìn Bồ Tát Đại Thế Chí, hỏi lại chúng ta có dùng trí để hành sự hay không?
Di Đà Quan Âm Thế Chí, Tây Phương Tam Thánh đang soi gọi tâm mê hoặc của chúng ta. Thờ Phật Bồ Tát trong gia đình thù thắng như vậy. Phật Bồ Tát đâu phải là thèm ăn trái cây hay là hoa gì cho nhiều đâu. Có nhiều người hỏi Nhân Đức, dạ thưa thầy, hoa giả cúng Phật có được hay không thầy? Nhân Đức nói có gì mà không được. Phật trọng tâm không trọng tướng. Hoa giả nhưng tâm mới bị thật. Tâm chân thật, cắm vài cọng hoa cho đẹp, hoa giả thờ Phật. Nhìn hoa nghĩ là cái nhân, nhân mình gieo như thế nào thì quả mình hưởng như vậy. Hoa quả là nhắc mình phải tin sâu nhân quả. Mình hiếu với cha mẹ mình thì con mình hiếu với mình là nhân quả. Mình hòa thuận với anh em mình thì con mình sẽ hòa thuận với nhau là nhân quả. Mình chân thật với người ta chân thật với mình là nhân quả. Bạn làm ác không phải là ác không có mà ác chưa đến. Bạn làm thiện không phải là không có thiện mà thiện chưa đến. Hãy tin 100% chỗ này thì hoàn toàn chúng ta sẽ nhìn thấy rằng trên bàn thờ thờ cúng toàn là cái gì? Là biểu pháp. Phật đâu uống nước mà chúng ta phải cúng nước. Nước là nhắc nhở chúng ta thanh tịnh tâm. Mà chữ thanh tịnh này là như thế nào? Đối với thiện, đối với ác trong cuộc đời. Bản thân chúng ta gặp thiện cũng phải sống cho tốt, gặp ác cũng phải sống cho tốt, vì bản thân mình phải sống cho tốt. Đó là thanh tịnh. Đèn Phật, Phật đâu có nặng nề gì đèn. Nội quang minh của Phật cũng soi gọi mười phương rồi. Sáng hết rồi, đâu cần đèn đâu. Thế giới cực lạc là một thế giới quang minh phổ chiếu, không có cần đèn, không có nhật nguyệt, không có những vì tinh tú ngôi sao. Mà tại sao thờ đèn? Đèn là trí tuệ. Ngọn đèn trí tuệ là nhắc nhở mình. Đèn là trí tuệ. Tại sao lại cúng cơm cho Phật? Phật không lấy Phật ăn cơm. Vì cúng cơm cho Phật, vì mình thương Phật quá. Mình tới giờ phải ăn cơm, tôn trọng Phật mà cúng Phật một chén cơm. Có cúng hay không có cúng không có sao. Nhưng khi ăn cơm thì niệm Phật 10 câu thì cũng là tưởng nhớ đến Phật. Thế quý vị, chứ đâu phải là trên bàn thờ là mâm cao cổ đầy thì Phật mới chứng minh. Còn nhà nghèo nàn Phật không chứng minh. Trong đạo Phật thì vô cùng là đặc biệt. Bạn chỉ cần có chân thật, có một cái tấm lòng thì dù là không có hình tượng Phật thì vẫn có Phật. Nhưng chúng ta cần phải có hình tượng Phật để soi gọi tâm mình. Là như vậy. Đúng không? Thì thấy Phật Pháp hay không? Quá hay luôn. Có thấy học Phật Pháp có mê tín không quý vị? Không có một chút gì mê tín cả. Những gì chúng ta muốn tốt đẹp, tại sao chúng ta đem cái ác cho người ta? Mình đem cái ác cho người ta mà mình muốn mình tốt đẹp, có việc này hay không? Không bao giờ có việc này đâu quý vị à. Nên nhớ kỹ, chúng ta có chịu bị mắc cổ không? Tại sao mình đi lấy cổ người ta? Chúng ta có chịu bị lấn ganh đắc không? Tại sao có những người không hiểu đi lấn ganh đắc của người ta? Những gì mình không muốn mà đi đem cho người, bản thân quý vị có được hạnh phúc khi quý vị đem những điều xấu cho người ta hay không quý vị? Đúng không? Có ai chịu vợ mình bị ta lấy không? Tại sao mình đi lấy vợ người ta? Có ai chịu chồng mình bị người ta giật không? Tại sao mình đi giật chồng người ta? Tu hành là gì? Là tu sửa. Hãy nhìn lại chính bản thân mình thích cái gì, muốn cái gì. Nghĩ điều đó để đừng đem những cái xấu cho người khác. Anh em đi đến nhà, nhà mình khá giả, cuối cùng đi vô kiếm cái quần riêng cho anh. Kiếm cái quần nào mình không bằng, gách quần xấu nhất đem cho anh của mình. Chơi vậy đẹp không quý vị? Chứ xấu. Hiểu không? Cho anh thì cũng phải có được. Dẫn ra ngoài mua bộ đồ cho anh luôn. Đừng bao giờ cho rằng người ta nghèo mà mình thiếu sự tôn trọng người ta. Tuy anh mình nghèo nhưng mình tặng một bộ đồ xứng đáng, anh mình sẽ nhớ mãi cả cuộc đời. Đúng quý vị? Tất cả những gì những đức mua bánh cho đại chúng ăn trong chùa, bánh như thế nào là quý vị ăn như vậy đó.
Nhưng mà những đức lại nói với người trong chùa là cho quý vị ăn bánh nhất, Phật tử ăn bánh nhì, để cho trong lòng họ cảm thấy họ được ưu ái một chút khi sống gần với mình. Chứ thật sự thì Iran không khác một chút. Thật sự mà nói quý vị ơi, những bài chia sẻ Phật pháp này nếu mà nghe một bài thôi mà làm thì cũng vô cùng đầy đủ. Phật pháp có mê tín không quý vị? Giáo pháp của Phật có hay không? Quá hay, nói thật. Quý vị đi đến chùa này có bắt buộc quý vị cúng dường không? Và có bao nhiêu tiền bạc gì mà nói rằng là phải cái đó giúp cho quý vị, hoặc cầu siêu gì bao nhiêu tiền không? Không có chuyện này. Nên tại sao có những người ghi giấy cho những đức đọc cầu siêu, những đức không đọc? Vì đọc quý vị sẽ không được lợi ích, không đọc quý vị sẽ được lợi ích lớn. Vì khi những đức đọc lên một tên thì nhiều người sẽ nói rằng tại sao đọc tên này, trong lòng nhiều người sẽ không vừa bụng, thì lúc đó người đó sẽ bị tổn. Thà không đọc ai mà những đức hồi hướng thì hoàn toàn bạn làm nhiều làm ít, tự tâm bạn biết, đúng không? Quá giải cái tâm hơn thua với nhau rồi đó quý vị. Nên Phật tử đi về chùa của mình mà quý vị còn hơn thua là do tại quý vị. Chứ những đức thì là nhắc nhở rất rõ ràng, những đức vẫn là những đức. Vì gặp những đức đủ duyên thì nói chuyện vài câu, không đủ duyên thì dù ai những đức cũng không nói chuyện hết. Từ nơi đó quý vị không cần phải hơn thua với nhau chuyện gì, đúng không? Chuyện của quý vị thôi. Thì chúng ta phải có thời gian để rèn luyện. Nhưng tùy quý vị, giác ngộ sớm thì tốt, giác ngộ trễ thì gán chịu. Vì cơn vô thường đến với mình bất tử, ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào. Năm mới chúng ta nên có quy trình mới một chút, đúng không? Có một người đi đến chùa thường chơi với nít. Người này hỏi những đức: thầy, con đi đến chùa con chơi với nít không thấy được không thầy? Những đức nói: anh hiểu biết, chị hiểu biết đó. Vì sao? Con nít đơn giản, không có nhiều ý nghĩ quá, nhưng tích tụ được nguồn năng lượng đó xong, nhìn người lớn cũng đón được rồi. Hiểu không? Đâu phải chơi với nhau nhiều mới học được đâu. Chỉ cần có góc độ nhìn qua cũng biết. Hiểu không? Sợ bạn chơi nhiều quá, cuối cùng bạn bị mê hoặc điên đảo ở trong đó, không bước ra được. Trong cuộc đời chúng ta có khi bạn cũng rất nhiều, nhưng khi chúng ta gặp tai nạn, bạn nào cứu ta? Nên người ta cứ tự hào tôi là bạn rất nhiều. Bạn muốn bạn nhiều đâu có khó. Bạn chỉ cần ra lăng một chút, bỏ một chút đỉnh tiền thì ai mà không chơi với bạn. Nhưng để kiếm một người bạn thật lòng thì điều này cực kỳ khó kiếm. Nên chúng ta bây giờ có danh có lợi cũng chơi với nhau. Không còn danh lợi thì ai chơi với tôi cũng chơi với quý vị. Chúng ta sống trong cuộc đời này nên chân thật quý vị. Nên chân thật, bằng cả tấm lòng mình mà sống đi, lương tâm mình vẫn thấy an vui quý vị. Nên cuộc đời những đức, quý vị hỏi những đức có sợ ai hại những đức không? Những đức có gì để sợ bị hại? Không có gì để sợ cả quý vị. Chúng ta đến cửa chùa hai bàn tay trắng. Bây giờ chúng ta có nhiều như vậy thì cuối cùng quần lại trắng tay, điều đó cũng là hạnh phúc. Vì thời gian chúng ta ở trong cửa chùa đã làm được nhiều việc ý nghĩa. Đó là cái dư âm của cuộc đời mà cảm thấy hạnh phúc.